Long An có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Long An cũng là một trong những vùng đất màu mỡ trù phú của đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long An không quá xa, nên bạn hoàn toàn có thể dành ra một hoặc hai ngày cuối tuần để du lịch Long An tự túc. Nếu còn chưa biết đi Long An chơi gì vui, thì hãy cùng blog du lịch khám phá ngay top 9 địa điểm du lịch Long An hấp dẫn nhất. Đầu tiên hãy đến với rừng tràm Long An, địa chỉ nằm tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Rừng tràm Tân Lập hay còn gọi là làng nổi Tân Lập vốn là một vùng đất ngập nước hoang sơ ở gần biên giới với Campuchia. Nơi đây là một vùng đất ngập nước với hệ sinh thái rừng tràm rộng bạc ngàn. Rừng tràm có diện tích là 135 hectare. Địa điểm du lịch Long An này được đầu tư xây dựng một con đường mòn 5 km hình vòng cung để cho khách du lịch trekking, dã ngoại và thư giãn. Trên hành trình khám phá, các bạn sẽ được thấy một con đường bê tông nổi lên có rất nhiều ngã rẽ. Nhưng nếu các bạn đi theo nhóm, thì hãy tuyệt đối đi cùng nhau để tránh bị lạc. Nếu có thể, thì hãy đi cùng với một người dẫn đường sành sỏi để đỡ phải tìm đường nha. Công viên Bảy Kỳ Quan Thế Giới, địa chỉ khu đô thị Cát Tường Phú Sinh, tỉnh Lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa. Công viên Kỳ Quan Thế Giới là nơi chụp ảnh sống ảo được các bạn trẻ yêu thích. Đến với địa điểm du lịch Long An này, các bạn chẳng cần phải đi xa vòng quanh thế giới, nhưng cũng có những bức hình với những kỳ quan nổi tiếng rồi. Địa điểm du lịch Long An này có rất nhiều công trình như là tháp Eiffel, đền Taj Mahal, nhà hát Opera Sydney, tháp nghiền Pisa v.v. ngay tại Long An. Được biết, hầu hết những mô hình được làm bằng sợi thủy tinh, có tỷ lệ thu nhỏ tinh xảo giống như thật. Nhà cổ Trăm Cột ở Long An, địa chỉ huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Địa điểm du lịch Long An này là một di tích lịch sử cấp quốc gia và là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh. Nhà Trăm Cột ở Long An có kiến trúc điêu khắc cổ mang phong cách nhà Rường của Huế. Ngôi nhà cổ ở Long An này đã trải qua hơn 100 năm tuổi, có vị trí nằm ở bờ sông Vàm Cỏ Đông, được làm bằng các loại gỗ cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật, phần mái thì lập ngói âm dương. Tất cả những vật dụng trong nhà, từ bàn ghế, giường, tủ, phản đều được chạm khắc tỉ mỉ, công phu theo phong cách ngày xưa. Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, địa chỉ nằm ở huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Địa điểm du lịch Long An này đã được công nhận là khu bảo tồn đất ngập nước Ramsar của thế giới. Khu sinh thái vùng lõi rừng tràm ở đây rộng đến 2.000 hectare. Địa điểm du lịch Long An này nổi tiếng vì là cảnh quan thiên nhiên quá đẹp. Láng Sen cũng còn là nơi bảo tồn rất nhiều loại động thực vật quý hiếm. Được biết, những cây sen tự nhiên là loài gốc ở đây làm nên tên gọi Láng Sen, nghĩa là vùng láng lung có rất nhiều sen mọc hoang dã. Làng cổ Phước Lộc Thọ, địa chỉ xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Làng cổ Phước Lộc Thọ rộng khoảng 10 hectare, được xây dựng từ năm 2006. Địa điểm du lịch Long An nổi tiếng này là nơi duy nhất của Việt Nam tập trung nhiều nhà cổ trên khắp mọi miền đất nước. Khi tham quan làng cổ này, các bạn sẽ được trải nghiệm hai khu riêng biệt là khu tham quan và khu ăn uống giải trí nghỉ dưỡng. Nếu bạn đang muốn tìm đến một nơi để vừa thư giãn, vừa tìm về với thiên nhiên, thì địa điểm du lịch Long An này là điểm dừng chân thích hợp. Có không gian cổ xưa, hoài niệm đã khiến nó trở thành điểm check in hấp dẫn ở Long An. Bảo tàng Long An, địa chỉ ấp 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Bảo tàng Long An trưng bày rất nhiều cổ vật quý hiếm, có ý nghĩa về văn hóa nghệ thuật. Tổng diện tích sàn của địa điểm du lịch Long An này là 2.000 m2, trưng bày rất nhiều hiện vật, tác phẩm nghệ thuật dân gian và đương đại. Trong đó, nhiều hiện vật được khai quật từ các di chỉ văn hóa tại địa phương. Bảo tàng Long An đã trở thành địa điểm du lịch Long An thu hút được khách tham quan trong và ngoài nước. Những hiện vật này có giá trị không chỉ đối với tỉnh Long An mà còn là bảo vật của quốc gia, có ý nghĩa quốc tế. Công viên Tượng đài Long An, địa chỉ phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Đây là bức tượng đài thể hiện ý chí kiên cường trong cuộc kháng chiến của người dân Long An. Dù không phải là địa điểm du lịch Long An trọng điểm, nhưng đây cũng chính là điểm dừng chân thú vị cho chuyến hành trình khám phá miền Tây của mình. Công trình này có hai hạng mục chính là tượng đài công viên và phần trưng bày truyền thống. Đến với địa điểm du lịch Long An này, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng tượng người mẹ và chiến sĩ, quần thể tượng trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Ngoài ra, ở đây còn có phòng trưng bày sự kiện lịch sử và không gian trưng bày 8 chuyên đề Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Công viên nước Rio, địa chỉ số 699, tỉnh lộ 825, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa. Rio là công viên nước được thiết kế theo phong cách resort nghỉ dưỡng. Tại địa điểm du lịch Long An này còn có hồ bơi tràn,
các trò chơi dân gian như là tát mương bắt cá, trồng cây v.v. Hồ bơi ở đây là điểm đặc biệt nhất của toàn bộ khuôn viên vì đây có hai khu hồ bơi lớn tiêu chuẩn Olympic và hồ bơi trẻ em. Địa điểm du lịch Long An này còn có khu công viên nước, sở hữu hệ thống bể bơi muối khoáng hiện đại, tạo cảm giác như đang đi tắm biển. Và cuối cùng đó chính là chùa Tôn Thạnh ở Long An, địa chỉ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngôi chùa cổ ở Long An này đã có lịch sử hơn 200 năm tuổi. Được biết, đây chính là nơi cụ Nguyễn Đình Chiểu, từ năm 1859 đến năm 1861, đã sống và sáng tác bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc. Trải qua nhiều năm, ngôi chùa đã bị xuống cấp, nhưng sau đó đã được trùng tu nhiều lần, cho nên không còn giữ được nét kiến trúc xưa. Tuy nhiên, nét cổ kính, trầm mặc của chùa Tôn Thạnh vẫn còn giữ được. Đây cũng là ngôi chùa hàng ngày đón tiếp rất nhiều khách hành hương đến chiêm bái và cầu khấn. Với chính địa điểm du lịch Long An nổi tiếng nhất ở trên đây, hy vọng bạn sẽ có được một chuyến khám phá Long An chất lượng và lý thú nhất. Nếu như bạn đã từng khám phá những địa điểm du lịch Long An khác không có trong danh sách này, thì đừng ngần ngại chia sẻ bên dưới comment cho nhiều người khác cùng biết nữa nha. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã cùng Blog Du Lịch xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày mai. Xin chào!